Phần còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ít phút quảng cáo. Bà ơi, Ngân hàng Vietbank đang có chương trình quà sen vàng ký, gửi tiền tiết kiệm trúng 1 ký vàng 4 số 9 đó. Ý ông là sao? Sao trăng gì? Số tiền bán đàn vịt hôm trước tôi đưa bà đâu? Mang ra Vietbank gửi luôn thôi. Tôi tưởng tiền đấy để mua vàng dành cho thằng cả cưới vợ. Tôi tính kỹ rồi, chỉ cần gửi 20 triệu đồng có cơ hội trúng giải như ý là 1 ký vàng 4 số 9 hoặc một trong 3 giải phú quý là thẻ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng một thẻ, hay 7 giải lọc vàng trị giá 6 chỉ vàng 4 số 9 một giải, 24 giải sum vầy là thẻ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng một giải. Ôi dồi ôi, nhiều cơ hội trúng thưởng thế cơ hả ông? Chưa hết đâu nha, khách hàng đến giao dịch còn có thể nhận nồi chiên không dầu, nồi nấu điện 2 ngăn, bếp nướng điện, máy vắt cam, nồi đất, ly sứ nắp silicon, đĩa thủy tinh chịu nhiệt, hoặc là trúng thưởng tiền mặt từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng đó. Vậy để tôi vào lấy tiền rồi ra ngân hàng Vietbank gửi luôn ông ơi. Bà nhanh lên, đi ngay và luôn thôi. Chương trình áp dụng từ ngày 5 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Hotline 1800 1122, website vietbank.com.vn. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 2 dây chuyền đồng bộ, công suất 7,5 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền, trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó, chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt, sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh thị xã An Nhơn đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.